là trận đấu tranh 3-4 giữa hai đội bóng DTS cùng với Gia Việt. Hai đội bóng đều đã để thua trong trận đấu bán kết cũng với tỷ số 1-0. Và như vậy hiệp 1 của trận đấu tranh 3-4 giữa Gia Việt cùng với giữa DTS cùng với Gia Việt đã được bắt đầu. Và chúng ta sẽ cùng chờ một ít phút để cập nhật nhanh qua đội hình xuất phát của hai đội bóng. Thuận Bờm không được, bóng cắt ngang khung thành, cơ hội vẫn không có bàn thắng. Anh Tâm đã không thể đưa ra tình huống dứt điểm cuối cùng. Trận đấu được tiếp tục, Thuận Bờm không được, bóng nằm gọn trong tay của Sang Noi. Nhưng rõ ràng là trong một thế trận như thế này thì cũng sẽ đem lại rất nhiều những yếu tố bất ngờ dành cho toàn thể quý vị khán giả. Đặc biệt là trong đội hình của DTS vẫn có sự góp mặt của Phương Vô Tu trong buổi chiều ngày hôm nay. Cú sút xa rất tốt của Hiếu Chuột. Tình huống ra chấn uy lực của số 19. Đường Son đã bay lượn như một chú chim trước khung gỗ của Gia Việt. Tiếp tục là cú ra chân, 1-0. Tình huống nổ đại bác của Thuận Bẩm. Và bàn thắng đã tới đối với DTS. Ngay sau đó là tình huống thả tim ăn mừng. Anh em ở trên live stream cũng thả tim ngay cho Thuận Bẩm mà thôi. Tình huống mà Gia Việt đã để lộ ra quá nhiều khoảng trống ở khu vực trước khung thành của Sang Noi. Cú dứt điểm bằng chân trái uy lực của Thuận Bẩm đã đập vào chân một cầu thủ bên phía Gia Việt và đổi hướng. Và công việc của Sang Noi bây giờ là vào lưới nhặt bóng. Và cắt bóng tốt của Tâm Bình. Cơ hội dành tiếp theo dành cho DTS. Minh Báo Đen không được. Xin lỗi, đó là pha dứt điểm của Huỳnh Báo Đen. Trong một tư thế chống trải thì Đồng Xuân Huỳnh đã không thể đưa ra tình huống dứt điểm chính xác. Pha dọn cỗ tuyệt vời của Tâm Bình. Những thước ngắm của Huỳnh Báo Đen ở trong tình huống vừa rồi. Câu lạc bộ Mobi. Đức Bi. Bóng vẫn còn. 2-0. Hai tình huống cố định và hai bàn thắng dành cho DTS. Pha ghi bàn vừa rồi là của Xuân Thành. Tình huống nổi lên làm tường khá tốt của Huỳnh Báo Đen. Sau đó là cú đá bồi rất nhanh của Xuân Thành. Và tỷ số là 2-0. Nghiêng về phía đội bóng áo đỏ. Gần một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Nguy hiểm, Dũng Đem. Bóng vẫn dành cho Gia Việt, dứt điểm, không vào. Nỗ lực đi bóng và dứt điểm không thành công của Dũng Nèm. Xuân Thành đã bị vượt qua, đáng tiếc là về cơ chân trái của mình. Thì Dũng Nèm đã không thể tìm kiếm bàn thắng dành cho Gia Việt. Càng ngang cờ, không vào. Tình huống nhập cột hai hơi chậm của Ngọc Tú. Một bài cơ bản của bóng đá 7 người. Những sai lầm của hàng phòng ngự DTS đã bắt đầu xuất hiện. Đáng tiếc là Gia Việt đã không thể tận dụng được thời cơ. Pha chuyền bóng vượt tuyến, cơ hội không được. Bóng vẫn còn, dứt điểm, không được. Tình huống đỡ xoay sút khá nhanh của Mạnh Đèn. Lần này vẫn đang có phần nào đó khó khăn. Huỳnh Báo Đen tốc độ khá tốt, dứt điểm, không vào. Phá cản phá là của Sang Noi. Được câu tài ba lô. Khá bình tĩnh nhưng không thể đi bóng vượt qua được Khánh Diệm. Trận đấu được tiếp tục và chúng ta sẽ cần phải chờ đợi tới tình huống quay chậm để theo dõi lại pha dứt điểm, tại sao Ngọc Nhỏ lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt tới như vậy để rút ngắn tỷ số của trận đấu này. Đã có tiếng còi trọng tài. Pha bóng hơi lộn xộn nhưng dường như đã có lỗi của thủ thành Huấn Phúc San khi mà cầu thủ bên phía DTS đã truyền bóng về và Huấn Phúc San đã bắt bóng. Lỗi có phần cơ bản. À không phải. Như vậy thì trọng tài xác định không có lỗi gì cả. Nhận định hơi nhầm, xin lỗi toàn thể anh em. Trận đấu được tiếp tục. Thủ bên phía DTS đặt ruồi. Dứt điểm từ xa. Cú ra chân của trung vệ đặt ruồi.
Khánh Chim, cơ hội không vào. Không hiểu tại sao Ngọc Nhỏ lại dứt điểm được như vậy. Một tình huống mà dứt điểm vào trong còn khó hơn dứt điểm ra ngoài. Khung thành đã rộng mở. Tiếp tục là các cầu thủ Gia Việt. Nhật Nakata. Bóng đổi hướng và sẽ có quả phạt góc. Nhật Nakata. Danh Ngọc dứt điểm 1-0. Đúng là như vậy. Xin lỗi, đó là bàn rút ngắn tỷ số. Bàn rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ Gia Việt. Tôi đã nói sai, hơi nói sai một chút. Rất xin lỗi toàn thể các em. Nhưng đây sẽ là chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại cú sút bóng quá uy lực của Hoàng Danh Ngọc, số 8 của Gia Việt. Đúng như những gì tôi đã nói, luôn tạo nên những điều đột biến. Và vừa rồi anh đã có một tình huống dứt điểm bằng chân trái không thể chê vào đâu được. Điểm 10 cho tình huống dứt điểm của Danh Ngọc. Bàn bật khá nhịp nhàng, cơ hội không vào. Đã thi đấu hứng khởi hơn sau khi họ có bạc được bàn rút ngắn tỷ số được ghi do công của Danh Ngọc. Khánh Chim không vào. Bên cạnh đối diện thì Ngọc Nhỏ đã không di chuyển. Hơi đáng tiếc cho cao thủ Gia Việt. Một tình huống nếu như đồng đội của Khánh Chim băng vào, bóng vẫn còn, Tú chơi. Phương Mô Tú đang chờ săn và 3-1. Nhưng đó là tình huống ghi bàn của Sinh Sa La. Pha phản công mẫu mực của DTS. Họ đã phải nhún nhường trong tầm khoảng hơn 10 phút vừa qua. Nhưng bây giờ là lúc mà họ tung ra đòn quyết định. Tú Trôi đã có tình huống mà khiến cho đối thủ phải trôi theo cái tên của anh. Mà sau đó là pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn dành cho Sinh Sa La. Tình huống mà đối thủ của Tú Trôi đã trôi theo cái tên của số 6 bên phía DTS. Tú Cá. Khánh Chim. Không được. Và bằng lên không chủ động của tài bộ đội. Và đúng vậy thì tiếng còi kết thúc trận tranh 3-4 giữa DTS cùng với Gia Việt đã vang lên. Kết thúc trận đấu, DTS giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 trước Gia Việt. Trong một trận cầu mà hai đội bóng đã cống hiến tuyệt vời gửi tới toàn thể quý vị khán giả và khán giả. Và như vậy giải bóng đá Tư Hùng Cúp Vườn Vua Resort 2021 đã xác định được những vị trí đầu tiên. DTS sẽ có được tấm huy chương đồng, còn Gia Việt họ sẽ xếp cuối. Nhưng đây cũng sẽ là một trong những giải đấu mà Gia Việt tập dượt cho chiến dịch Việt Nam Super Cup của họ trong thời gian sắp tới.